Anh tên là Phan Hữu Nghĩa. Thì vườn của mình canh tác bưởi da xanh với là cam sành. Địa chỉ ở đây là ấp 6 Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Vườn này bắt đầu trồng từ năm 2015, khoảng tháng 6, tháng 7, 2015 á. Rồi năm đầu tiên thì cũng là canh tác bình thường, cũng có hạn chế xịt cỏ, mà cũng tức là thời điểm đó thì anh cũng bỏ phân vừa hữu cơ vừa hóa học. Do khu vườn này nó rộng cho nên là anh chia thành nhiều khu vực, thì có khu vực đó là anh để thuần tự nhiên, có khu vực là anh cũng sử dụng phân hữu cơ. Có là hầu như vườn này thì khoảng 2/3 trong 3 năm gần đây là thuần tự nhiên, tức là hầu như là không sử dụng phân luôn, không phân hữu cơ, là chỉ có mùa nắng là chỉ có tưới thôi, phát cỏ và tưới. Như khu vực ở trên đó như là nãy em thấy, còn từ cái đám lớn ở đây là anh cũng kiểu như mình cũng muốn là bỏ phân hữu cơ này kia để mình chăm, để mình lấy cái đầu này mình nuôi cái đám đó đó. Thì đám này là hầu như là 85% là phân hữu cơ. Một năm hoặc là hai hơn một năm thì chỉ có bỏ chút xíu phân hóa học thôi. Mà anh cũng dự tính là sau này cũng sẽ không xài nó nữa. Đó, riêng năm màu máy này của anh đây. Một phần đó là do anh kiểu như mình cũng có cái lý tưởng và mình kiểu như cảm thấy nó hợp với mình đó. Anh cũng đọc sách của sách Cách mạng một cọng rơm, rồi những thứ dạng khác ha, vườn rừng sinh thái, rồi vườn rừng tự nhiên kiểu vậy á, thì anh cảm thấy nó hợp với mình. Thì rồi nói chung là lý tưởng thì nhiều lắm, nói ra thì nó dài, kiểu như là anh thích cái kiểu là mình phục vụ cho tự nhiên á, phục vụ cho mẹ trái đất á, chứ anh cũng không có nghĩ là mình sẽ phục vụ cho con người. Kiểu như anh muốn là trả lại cho tự nhiên những gì mà nó đã mất á. Cho nên là anh cố gắng đi theo cái hướng đó. Còn nói về mặt kinh tế thì nó tất nhiên là nó sẽ phải lâu hơn, thời gian nó phải dài hơn, kiểu vậy. Nếu mà nói thời gian thì chắc khoảng 4 năm. Tức là anh không phải là theo một cách bài bản đến tận bây giờ, mà giống như mình cũng có sự thay đổi tư tưởng và chuyển đổi từ từ. Mà như anh nói đó, trong 3 năm sau á, 3 năm cuối cùng á là anh không có xịt thuốc luôn. Tức là anh cây của anh hoàn toàn không có xịt thuốc, bỏ được cái phần thuốc và bỏ được phần xịt cỏ. Hầu như là đã không xịt thuốc cỏ rồi. Thì nếu mà nói tổng thời gian là khoảng 4 năm. Khó khăn nhiều nhất là chắc có lẽ là do tư tưởng của mình nó sẽ khác nhiều so với những người xung quanh. Rồi mình kiểu như mình phải chiến đấu một mình vậy đó, thì mình sẽ không có được tiếng nói chung với những người xung quanh, mình phải tự bơi rồi tự tìm hiểu, tự bơi rồi vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Nói chung là khó khăn nhất là thứ nhất là mình sẽ không có sản phẩm nhanh. Và thứ hai là mình sẽ gặp những cái cản trở của về thứ chí xã hội nhiều. Như gia đình cũng có nha, gia đình rồi những người làm nông nghiệp xung quanh, họ không có thích cái kiểu làm của mình. Tại vì họ cho là cách này là nó sẽ không hiệu quả. Nhưng mà anh tin cách này là nó sẽ hiệu quả, ít nhất là đối với thiên nhiên. Và anh tin về lâu về dài thì đây là cách tốt nhất để mà nuôi sống con người. Anh nói là anh không có tìm được cái nguồn những người mà có lý tưởng giống như em để mà hỗ trợ đầu ra, cho nên là anh cũng bắt buộc anh phải bán cho những thương lái bình thường. Thì nói thật sự là họ mua rất là rẻ, tại vì họ
thì họ là thương lái mà họ không có quan tâm tới cái chuyện mà tự nhiên không tự nhiên, họ chỉ biết nhìn mẫu mã thôi. Mẫu mã đẹp thì họ mua cao, còn mẫu mã mà xấu thì họ mua thấp. Thì tất nhiên là cái mà anh cũng dạng như là mình cũng chưa có làm được á, là vừa phải làm thuận tự nhiên mà mình cũng muốn cho mẫu mã của mình nó cũng phải nhìn nó được, chứ không phải là nó làm sạch nhưng mà mẫu mã xấu quá thì nói chung là cũng không có được đó. Như cái cách của anh là anh muốn vườn của mình nó phải tất nhiên là thuận tự nhiên là ok rồi, và thứ hai là mẫu mã và chất lượng nó phải đặt lên hàng đầu đó. Thì mọi người đều biết là những cái sản phẩm mà sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu là đều không tốt, nhưng mà cái sự quan tâm của mọi người vẫn chưa đủ nhiều để mà thay đổi suy nghĩ là tôi cần phải sử dụng những cái sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ rồi thuận tự nhiên. Khi mà tư tưởng khách hàng nó thay đổi, nó cũng sẽ khuyến khích người nông dân chuyển đổi, tại vì cung cầu mà. Nếu mà nhiều khách hàng muốn cái sản phẩm đó, không yêu cầu mẫu mã đẹp nhưng mà phải có chất lượng, thì ok, người nông dân có thể làm ra những điều đó, nhưng mà phải có nhiều, cần người nông dân cũng cần nhiều sự quan tâm từ cái phía nhu cầu khách hàng. Tại vì bây giờ em thấy như khách hàng họ hầu như họ không quan tâm tới, không đủ quan tâm sâu đến cái chuyện mà làm sạch hay không sạch, họ chỉ yêu cầu ngon rẻ là ok. Anh chỉ nói là nếu mà mình đã chọn con đường này thì cần phải tin tưởng. Con đường này nó không phải dễ, nó cũng khó khăn nhiều. Nhưng mà mình cứ kiên định đi, cứ đi đi. Anh là cũng bị dao động nhiều á. Nhưng mà rốt cuộc thì mình vẫn tin là những cái cách này là cách tốt nhất để cho mình và thế hệ sau này của mình nó sẽ được những cái gì tốt nhất. Cho nên là anh vẫn phải không muốn đi nữa thì mình vẫn phải đi theo con đường này, kiểu như đó là một cái lựa chọn tốt rồi, nó không còn cái lựa chọn nào tốt hơn nữa. Thì anh chỉ nói là nếu mà ai có dự định đi theo con đường này là phải biết nó rất là khó khăn, nhưng mà cứ tin tưởng đi, cứ đi là được. Hãy chọn thực phẩm hữu cơ từ medifood.io cho gia đình bạn. Lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp gia đình bạn có lối sống lành mạnh, mà còn giúp hỗ trợ nhà nông canh tác hữu cơ và tạo môi trường bền vững hơn cho con cháu của bạn.